cả nhà. Dạ em xin kính chào quý bà con, cô chú, bác nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video ủng hộ em ha. Thì hôm nay cả nhà em xin mời cả nhà hãy cùng em đi dạo ngắm hoa đào. Có thể nói khu vực này á là ở thành phố Ulsan là một cái khu địa điểm ngắm hoa đào đẹp nhất nha cả nhà. Thì hôm nay em xin mời cả nhà hãy cùng em nghe nhạc ngắm hoa đào nhé cả nhà. Thank you.
Thank you.